Hello, welcome to Nature Scary Teacher. Francis, check if our showstopper is working. Đấy là một thiếu cái bước gì không được cái màn này chơi lại gì ơi gì ơi hết cái này không cần thiết này cái này không dùng này. Chạy rồi. Chưa được 3 phút mà đã xong game này. Cái này ở đây là cái gì đây? Tháp bôi. Ủa sao chưa xong? Góc này đi. Chúng ta chơi Hero Bro. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ây. Ây. Ủa thanh niên này nháo nhở. Súng này hơn đấy. Quá. Mắc kẹt rồi sao? À đây có lối gì à? Ô, thật là buồn đau.
chạm cái đi rồi. Cao su thì nên mình chỉ cần thu thêm mấy cái nữa nhỉ, ba cái nữa là biến hình luôn. Bỏ cái này không? Không thể đổi được. À, sao vẫn hình được đấy. Có người đây. Vừa thấy chạy rồi mà đâu. Có người biến hình chỗ này rồi. Tại chúng ta chưa tìm ra. Đây. Sang game Super War. Ok. Ông thành. Yes. Cái game này đánh như game Liên Minh. Bắn này luôn. Ui. Này có unlock được cái nhân vật Spider-Man nào là đánh là sướng đấy. Còn con ma dưới đuổi sao kìa. Batman này. Con gì nó đuổi đây? Ôi, game này đánh dễ đấy.
Duncan. Not the weak ones, just finish them off. Got you in my sight. À, mở khóa chiêu thứ ba rồi. Loa chỉ nhận rồi. Double Q rồi. Cái này có chiêu cuối không? Đánh thường này. Đây là đi ở trong rừng à, game này chơi ok đấy. Mình mang pháp ghê vậy. Ghê thế. Hút kiểu ôi cậu hút kiểu trời ơi. Hút thì cái ông hút ông ném như là ném bao gạo. Thắng không? Đánh như liên minh được. Hay hết đấy. Hút đi. Chơi Sky Impostor. Chandelier had to stop working today of all days. Stupid piece of crap. A cup of tea is just what I need. One of these days, the world will be free of these stupid kids. Why isn't the news on yet? Those little brats stand no chance against someone like me. So nice.
Nó không thể đứng được. Ra chơi Slender. Ấy, vào game rồi. Chúng ta đang đi trong một cái rừng cây. Đường cụt. Rồi, phải đi theo cái đường này đây. Có mũi tên là ngon đấy. Chưa thấy mũi tên đâu cả. À, đây, một cái. Nhau sao nhỉ? Hút được luôn. Yeah.
gì? Ăn tiền này. Những này chơi phải được đấy nhưng mà. Cầm cái gì nữa? Tiền thôi. Chỉ thế ăn tiền thôi. Đồ vật có thể cầm được cái gì đâu. Kìa, mụ ta kìa. À đây đây đây. À Có cửa rồi. Nói cái game này nó dễ hơn cái game khác. Cửa xanh đã mở rồi này. Cái này là cửa xanh. Zen mà. Ok. Con khủng long này nó lại còn trồng mông mình nữa chứ. Đấy, kết cục đấy. Chung là kết cục nó không được lành lặn cho lắm. Có một con quái vật hai đầu này. Quái vật hai đầu mình đã bắn trúng một cái đầu của nó, còn cái đầu nữa để bắn phát nữa nào. Wow. Nằm cũng không yên luôn. Không thể nào mà nằm yên. Được. Giờ lại mọc con nữa nó bắn người dân. Cứ bắn nhầm đầu nó thì phải nói là tuyệt vời luôn ấy. Ngã sóng xoài luôn. Yes.